Rõ ràng là anh đã vừa nhìn thấy ai đó chạy trong đám sương mù. Anh đã định thần lại bằng những suy nghĩ là tại do anh mệt mỏi nhiều hôm nay nên đã sinh ra ảo giác hay sao. Anh lại cúi mặt xuống tập trung vào bàn thờ thằng Khánh để tiếp tục làm lễ. Nhưng một lúc anh lại ngước mắt lên nhìn, thì ra chỗ trái nhà ấy, anh đã lại giật bắn người khi nhìn thấy trong màn sương mù có đôi mắt đỏ sọc đang nhìn chằm chằm về phía anh. Anh đứng người dụi mắt rồi nhìn kỹ lại thì lại không có gì cả. Anh Sinh kéo vợ anh Bình lên hỏi vu vơ để cho khỏi sợ. Mẹ đi đâu từ nãy đến giờ mà không thấy vậy à chị? Sao mẹ không ra làm lễ cúng cơm cho thằng Khánh nhỉ? Vợ anh Bình mệt mỏi. Chắc là mẹ mệt nằm ở trong nhà đấy. Anh Sinh nói, thế cứ để mẹ nghỉ một lúc chị ạ. Rồi lại đưa mắt lên nhìn ra chỗ trái nhà. Chỗ cái cây trứng gà mọc cạnh cái miếu, lần này rõ mồn một là anh Sinh nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc nhìn thẳng vào mặt anh. Anh kinh hãi lôi tay vợ anh Bình lắp bắp. Chị có nhìn thấy cái gì ở cây trứng gà kia không? Vợ anh Bình đưa mắt ra xa. Ý chú là thấy cái gì mới được cơ chứ? Mà xương dày thế này, tôi nhìn đâu thấy gì. Anh Sinh vẫn run rẩy. Từ nãy đến giờ em đứng ở đây thấy cái bóng chạy qua cái cây trứng gà ấy mà. Rồi đôi mắt đỏ sọc cứ nhìn chằm chằm em chị ạ. Mà mấy lần rồi, chẳng lẽ em hoa mắt nhiều đến thế à? Đang nói rồi anh chợt thấy đôi mắt ấy hiện ra trước mắt. Đấy, đấy kìa chị. Chị nhìn lại xem đôi mắt đỏ sọc kia. Mọi người xung quanh cùng đưa ánh mắt ra chỗ cây trứng gà, nhưng chẳng hề thấy cái gì cả. Họ nghĩ anh Sinh đã bị ảo tưởng. Nhưng anh Sinh vẫn kiên quyết là có, khiến vợ anh Bình khó chịu. Tôi với chú đi ra để xem có như lời chú nói không. Anh Sinh đi trước, vợ anh Bình đi sau, ra đến gần cây trứng gà mà xương vẫn dày đặc. Anh Sinh bước tới gần cây trứng gà thì đột nhiên thấy có cái vật gì đập mạnh vào đầu anh. Anh nghĩ ai đó đang treo cái gì trên cây trứng gà thì đột nhiên có một cơn gió thổi mạnh qua. Anh ngước lên nhìn thì anh đã phải hét toáng lên. Trên cây trứng gà là bà Dạng, bà treo cổ tự tử trên đó. Đôi mắt bà trợn ngược, toàn lòng trắng, chiếc lưỡi thì thè hẳn ra bên ngoài. Nhưng điều kinh hoàng hơn là đôi mắt bà đỏ rực và chảy đầy máu trên khuôn mặt, làm ai thấy cũng phải khiếp đảm sợ hãi. Mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh Sinh cũng chạy tới. Xác bà Dạng đã treo lơ lửng trên cây. Mấy người đàn ông vội trèo lên cây tháo chiếc dây ra khỏi cành cây rồi hạ bà xuống. Vợ anh Bình từ lúc nãy đến giờ cũng đã á khẩu kinh sợ. Đưa cái xác của bà Dạng đặt lên trên giường thì điện bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ còn mấy cái nến ở trên cỗ quan tài thằng Khánh tỏa ra những thứ ánh sáng yếu ớt. Trong bóng đêm, người ta càng nhìn thấy đôi mắt đỏ sọc của bà rõ hơn bao giờ hết và có phần kinh dị hơn. Gió bắt đầu thổi ù ù làm cây cối xào xạc. Bỗng nhiên ở đâu những tiếng con chim lợn kêu lên những âm thanh ai oán. Chúng bay lượn trên ngay ngôi nhà của bà Dạng. Trong đêm tối tĩnh lặng, những âm thanh của những con chim lợn này làm cho người ta sợ hơn bao giờ trước những cái chết kinh dị của gia đình này. Những tiếng kêu của lũ chim lợn cứ văng vẳng trong đêm khuya như báo trước sự chết chóc, làm cho không khí càng nặng nề u ám. Sáng ngày hôm sau, người ta đã thấy hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau được đặt trong ngôi nhà này. Không khí tang lễ u uất, hai cái chết cùng một lúc trong một gia đình và hàng loạt những điều kinh dị xảy ra làm dân chúng trong vùng hoảng loạn, ai cũng sợ, nhưng người ta vẫn tới để đưa ma vì cái tình làng nghĩa xóm và cũng là sự hiếu kỳ khi những cái chết của gia đình nhà bà Dạng bí ẩn và đáng sợ khôn cùng. Tới chiều, gia đình anh Sinh mới bắt đầu đưa tang cho bà Dạng và thằng Khánh. Anh Sinh đã thuê người đào hai chiếc huyệt gần nhau, muốn cho bà Dạng nằm bên cạnh thằng Khánh cho đỡ cô quạnh. Lúc đưa tang trời mưa to lắm, chiếc xe tang vẫn chậm chậm di chuyển từ nhà bà Dạng tới nghĩa trang. Khi gần tới huyệt mộ, mọi người dân xúm lại hai chiếc quan tài. Họ khiêng chiếc quan tài của thằng Khánh xuống huyệt trước, đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt. Vợ anh Bình thì khóc òa lên, rồi đòi lao xuống huyệt chết cùng với con trai mình. Dân làng phải kéo chị ta không cho chị ta lại gần,
rồi chiếc quan tài của bà Dạng cũng được đặt xuống cái huyệt cạnh bên. Hai chiếc quan tài nằm sát nhau. Anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài mà rơi nước mắt. Mấy người đào huyệt đang chuẩn bị cuốc xẻng hất những nắm đất xuống, thì họ bỗng nhiên khựng lại, há hốc mồm như chết lặng. Người ta nhìn thấy hai chiếc quan tài từ từ được nâng lên, như có một thế lực vô hình nào đó đẩy hai chiếc quan tài nằm sâu bên dưới cái huyệt mà người ta đào khá sâu. Lúc hai chiếc quan tài gần tới sát mặt đất, họ mới biết là do nước ở dưới đẩy lên. Nhưng chỉ đẩy hai chiếc quan tài sát gần mặt đất rồi dừng yên ở đó. Ai có mặt ở đám tang cũng kinh sợ hãi hùng, nhưng vẫn đứng xem vì sự hiếu kỳ. Anh Sinh đứng trước hai chiếc quan tài há hốc mồm, rồi đột nhiên hai chiếc quan tài rơi xuống. Điều kỳ lạ là nó không rơi cả hai đầu quan tài cùng một lúc, mà chỉ rơi một đầu xuống trước. Hai chiếc quan tài rơi xuống như rơi ở một độ rất cao. Tiếng hú ở sâu trong lòng đất bỗng vang lên, hai chiếc quan tài dựng đứng. Lắp quan tài dù đã được đóng bằng đinh, rất chặt, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó bật tung ra, làm hiện rõ bà Dạng và thằng Khánh như đứng yên trong hai chiếc quan tài vậy. Anh Sinh lúc này mặt cắt không còn hột máu, mặt trắng bệch. Cả bà Dạng và thằng Khánh cũng giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh Sinh, rồi đôi mắt khép lại, nhưng máu vẫn chảy tuôn ra từ khóe. Anh Sinh khiếp sợ và kinh hãi. Lúc này dân làng đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn vài người đứng lại chờ xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng hai chiếc quan tài cứ thế tụt sâu xuống lòng đất, cứ thụt sâu rồi thụt sâu mãi, biến mất bởi những dòng nước phun lên mang theo cát và đá lấp đầy hai cái huyệt mà người ta đã đào. Anh Sinh chết lặng người, người đờ đẫn cho tới khi vợ anh ôm lấy anh mà rằng: "Anh ơi, mau trốn khỏi mảnh đất này đi anh, nếu ở lại anh cũng chết thôi." Mấy người chứng kiến vụ việc hoàn hồn lại gần bên anh Sinh nói: "Phải đấy, cậu mau trốn đi, chứ ở lại cũng gặp tai họa mà thôi." Anh Sinh lúc này đã bật khóc, ngửa mặt lên trời: "Oan nghiệt này là do tôi tạo ra, tại sao ông trời không bắt tôi mà lại để tôi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này?" Dứt lời thì trời bỗng nổ một tiếng sét đánh rầm như xé tan bầu trời. Những giận dữ đã đánh thẳng vào bụi cây dại ở nghĩa trang, làm nó bùng cháy ngay trước mặt anh Sinh. Mấy người đứng ôm đầu sợ hãi, vợ anh Sinh vẫn khóc nức nở: "Thôi vậy đi anh, trời mưa to lắm." Anh Sinh lầm lũi bước ra về, dáng vẻ mệt mỏi đi dần xa khỏi cái nghĩa trang. Từ lúc về, anh nằm lì trên cái giường bên cạnh cửa sổ. Anh nằm suy nghĩ nhiều điều. Đôi khi những giọt nước mắt anh rơi vì anh đã hối hận không nghe lời khuyên răn của ông thầy kia. Anh lau nước mắt, đưa mắt ra xa qua khung cửa sổ. Anh nhìn về phía cái miếu anh đã đào lên. Bỗng nhiên, anh giật mình khi nhìn thấy cái bóng đứng ở đó lù lù gần cái cây trứng gà, nơi mà bà Dạng vừa mới treo cổ đêm hôm qua. Anh á khẩu, không nói được gì, mắt anh vẫn nhìn đăm đăm vào cái bóng ấy. Rồi anh thấy cái bóng ấy phát ra những thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ. Rồi bỗng nhiên, cái bóng đỏ ấy rực lên rồi vụt bay vào không trung, biến mất. Anh Sinh miệng chỉ biết kêu ú ớ. Vợ anh Sinh lúc này đang ở dưới bếp, thấy chồng kêu ú ớ vội chạy lên: "Anh làm sao thế? Sao người cứng đơ hết thế này? Anh trúng gió à?" Đỡ anh Sinh nằm xuống, chị lấy dầu gió thoa vào hai bên thái dương của anh Sinh. Anh lắp bắp nói: Anh vừa nhìn thấy cái bóng bên cạnh cây trứng gà, thấy nó đứng quay lưng lại, rồi phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, rồi nó vụt bay lên trời." Vừa nghe dứt câu, vợ anh Sinh òa lên khóc. Thấy vợ khóc, anh Sinh nói: "Tôi đã chết đâu mà cô khóc lóc gì chứ?" Vợ anh Sinh nói: "Anh biết đấy là gì không? Đấy là tinh lắc của con người đấy. Lúc sắp chết ai cũng có. Nó báo hiệu cuộc sống trần gian sắp kết thúc. Mau trốn khỏi khu đất này đi anh, ở lại thêm một ngày là mất mạng đấy." Anh Sinh cười nhẹ nói: "Tôi cũng xác định là chết thôi, là do tôi gây ra, đáng lẽ tôi phải chết đầu tiên mới đúng. Giờ tôi bỏ đi, ai hương khói cho gia tộc, ai làm lễ cho bố mẹ tôi?" Vợ anh Sinh khóc nức nở: "Thế còn em thì sao? Anh định bỏ em sống một mình như thế này à?" Rồi vợ anh Sinh quỳ xuống mà xin anh mau trốn đi.
Họa trùng tang không ai trốn khỏi, trừ khi phải bán xứ, bán mệnh đi một nơi thật xa. May ra cái trùng này mới thoát khỏi. Anh Sinh nghĩ tới vợ, nghĩ tới tương lai mà cũng mủi lòng. Vậy cô đi thu xếp đồ đạc đi, ngủ qua đêm nay, cho tôi lại sức rồi sáng mai sẽ đi. Vợ anh Sinh nghe thấy thế cũng mừng rồi đi thu xếp đồ đạc ngay. Đêm ấy, gió lạnh thổi ù ù, sương muối trắng xóa. Anh Sinh dù đã rất mệt nhưng anh không thể chớp mắt được. Anh lại nhìn ra cửa sổ. Trong sương mù, anh lại thấy ông Dạng, anh Bình, thằng Khánh và cả bà Dạng nữa. Họ đều đứng nhìn về phía cửa sổ. Thằng Khánh có đôi mắt vẫn chảy máu, đầy khuôn mặt của nó. Nó gọi, đi theo cháu. Âm thanh của nó rùng rợn, văng vẳng, xa xăm lắm. Rồi ông Dạng và anh Bình giơ tay ra như muốn nắm lấy tay anh Sinh. Anh Sinh cũng đưa tay, rồi chợt nhiên anh thấy từ đằng sau, nơi họ đứng thấy trồi lên đầu của một con rắn hổ mang, chính là con rắn mà anh Bình đã bổ chết nó. Nó đứng sau bốn người, nhưng nó đứng cao hơn hẳn, lúc nào cũng thè lưỡi ra, thể hiện rõ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt. Máu đỏ chảy ra từ hai răng nanh của nó xuống dưới đất. Những tiếng phì phì của nó làm anh Sinh rụt tay vào. Nhưng chưa kịp rút tay lại thì anh đã thấy con rắn bổ nhào tới, miệng nó cắn phập vào cổ anh. Thân của nó nhanh chóng quận chặt lấy người, rồi siết thật mạnh. Anh dần dần thấy khó thở, đôi mắt anh mờ dần. Anh thấy ông bà Dạng, anh Bình, thằng Khánh quay lưng lại, đi dần dần ra xa. Con rắn vẫn kẹp chặt lấy anh, rồi đi theo ông bà Dạng. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ anh Sinh thấy chồng mình không còn nằm bên cạnh. Cửa sổ đã mở toang ra, mặc cho những đám sương muối bay phảng phất. Vợ anh Sinh lại chạy ra ngoài sân. Bước ra ngoài tới cái ao thì chị hoảng hốt, cất lên tiếng kêu thất thanh rồi ngất lịm đi. Nghe thì tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Dạng, vợ anh Bình và mấy người hàng xóm chạy qua thì thấy vợ anh Sinh nằm bất động trên sân gạch. Mọi người chạy lại gần chỗ vợ anh Sinh thì giật mình đứng khựng lại. Một cảnh tượng hãi hùng, đó là xác anh Sinh đang nổi lềnh bềnh dưới ao, mặt anh trắng nhợt nhạt, môi tím bầm, nhưng đôi mắt thì vẫn ứ ra những dòng máu đỏ chảy khắp khuôn mặt. Điều kỳ lạ hơn là bên cạnh xác của anh còn có một con vịt cứ bơi xung quanh cái xác, đôi mắt nó đỏ ngầu, có vẻ hung dữ lắm, như không muốn cho ai động tới cái xác. Vợ anh Bình từ lúc nãy tới giờ kinh sợ mồm run rẩy. Con vịt kia là con vịt còn sống sót duy nhất trong đàn. Tại sao mày lại hại gia đình tao? Rồi chị cầm viên gạch, ném thật mạnh vào nó, nhưng nó vẫn bơi vòng quanh cái xác của anh Sinh. Mấy người hàng xóm cũng chạy cầm lấy mấy viên đất nhỏ, nhưng ném thế nào cũng không thể trúng, và nó cũng chẳng hề sợ hãi. Vợ anh Bình chạy qua trái nhà cầm chiếc xào thật dài. Chị định cầm cái xào đó để đuổi con vịt ra, nhưng chỉ cầm đến gần bờ ao thì bỗng nhiên mặt ao sủi đầy bọt khí, cứ như là nước trong ao đang sôi lên sùng sục vậy. Mấy người hàng xóm như đứng người khi thấy dưới mặt nước đang sôi lên kia có những nguồn sáng phóng xẹt xẹt trong cái ao ấy. Con vịt bơi vòng quanh cái xác nhanh hơn, mắt nó vẫn đỏ ngầu như hai viên than vậy. Nó cứ bơi vòng quanh, tạo thành một vòng xoáy nước xung quanh cái xác anh Sinh. Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn cái xác của anh Sinh đang bị hút bởi dòng xoáy nước ấy. Được một lát thì cái xác từ từ chìm sâu trong vòng xoáy, mặt ao lại yên tĩnh không một gợn sóng nào. Nhưng xác của anh Sinh đã chìm sâu xuống đáy ao. Vợ anh Sinh lúc này đã đến ngất lịm đi. Chị bỗng dậy rồi òa khóc. Chồng em đâu rồi? Vợ anh Bình và mấy người hàng xóm lại gần. Xác chú giờ nằm sâu dưới ao rồi, có lẽ phải mời thầy về cúng cho rồi mới vớt lên được, chứ có nhiều điều bất ổn lắm em ạ. Vợ anh Sinh tiến lại sát cái ao mà khóc. Anh ơi, anh có chết thì cũng phải để em nhìn mặt anh chứ, để em làm tang cho anh chu đáo, sao anh lại đi như thế? Dứt lời,
mặt ao lại sôi lên sùng sục, mặt nước rung chuyển mạnh, rồi có một tiếng nổ lớn dưới mặt ao. Nước dưới mặt ao hất tung lên không trung, những hạt nước bắn vào mặt mấy người hàng xóm làm họ suýt nôn ọe vì mùi tanh của nước ao, nó tanh như mùi máu vậy. Chưa hết bàng hoàng thì họ nhìn thấy cái xác anh Sinh từ từ nổi lên rồi cứ thế trôi vào sát cái cầu ao mà hàng ngày vợ anh Sinh vẫn hay lấy nước ở đó. Mọi người ai cũng kinh sợ, nhưng nhìn thấy vợ anh Sinh đang kêu gào, mấy bác ơi, không... Mấy bác ơi, mau vớt chồng cháu lên, không anh ấy lại đi mất. Tất cả đều chạy lại, anh Sinh nằm úp mặt xuống dưới ao, hai tay thả lỏng thòng lòng xuống. Mấy người hàng xóm chạy lại bên bờ ao, họ cầm lấy cái chân của anh kéo lại. Mấy người lật ngửa anh lên thì thấy mặt anh quá kinh sợ. Vài người nhảy vọt lên khỏi bờ ao vì kinh sợ quá, nhưng rồi lại định hình lại được. Họ khênh cái xác của anh Sinh đặt vào giường. Vợ anh Sinh cứ ngồi bên cạnh mà kêu gào thảm thiết. Bên ngoài, dân làng càn bàn tán xôn xao hơn. Người ta nói anh Sinh bị ma dìm chết. Chứ cái ao nông đến như vậy thì người chết đuối kiểu gì được. Người thì nói gia đình này gặp họa trùng tang nên cứ thế mà chết hết thôi. Cả xã đã xảy ra một việc chấn động khiến cán bộ tỉnh phải về trấn an dư luận, rồi cho pháp y về kiểm tra lại cái xác chết của anh Sinh xem ra làm sao. Dù biết là kết quả cũng sẽ là con số không như lần trước, nhưng vẫn phải kiểm tra để trấn an tinh thần nhân dân. Đoàn pháp y về kiểm tra thì kết quả lại quá bất ngờ. Anh Sinh chết trước khi ngã xuống ao. Anh ta chết do tắc thở. Nhưng không có thấy vết bóp cổ hay vết treo cổ làm cho con người ta tắt thở được. Đoàn pháp y cũng đã đành bó tay, không lý giải được lại càng làm cho người dân hoang mang hơn nữa. Ai cũng kinh sợ. Tới tận chiều tối, sau khi đoàn pháp y về, gia đình mới được làm ma cho anh Sinh. Người ta vẫn đặt anh lên giường vì anh đã quá giờ làm lễ nhập quan, không gian u ám, ít người đến đám tang lại càng làm cho người ta thêm sợ. Cứ nhìn vào cái xác của anh Sinh đang nằm trên giường là cũng đã đủ làm cho người ta phải nổi hết da gà lên rồi. Đêm ngày hôm ấy, vợ anh Sinh, vợ anh Bình và người hàng xóm thân quen phải ngồi bên giường anh Sinh để cho anh bớt cô quạnh. Nhưng quan trọng hơn là để đổi những con mèo chạy qua cái xác. Vì người ta truyền tay nhau rằng nếu mèo chạy qua cái xác thì cái xác ấy sẽ biến thành cương thi, nên ai cũng lo sợ điều đó. Tới nửa đêm, khi mọi người về hết chỉ còn vài người bên cạnh cái xác anh Sinh, không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ. Tiếng kêu của những con côn trùng, tiếng gió thổi ù ù, tiếng vườn cây xào xạc đã làm lên một bản hòa tấu não nùng, não ruột, khiến cho ai trong cái tình cảnh này cũng dường như muốn buông xuôi tất cả. Rồi bỗng mọi người đều giật mình khi nghe thấy tiếng có trẻ con khóc, tiếng khóc văng vẳng như đâu đấy, cảm giác như rất gần. Vợ anh Bình nghe thấy vậy vội chạy ra cửa. Khánh à con, có phải con không? Nhưng chẳng có tiếng khóc nữa. Chị quay vào thì tiếng khóc lại bật lên văng vẳng đâu đấy thôi. Mấy người hàng xóm nói, không phải đâu, tiếng khóc này như trẻ con mới đẻ, làm sao có thể thằng Khánh được. Rồi mọi người cầm đèn pin, hai, ba người, đi sát lại bên nhau, soi ra bên trái, khu vườn chuối, thì họ giật bắn người khi thấy có đôi mắt xanh lè đang nhìn họ. Nhưng chỉ là hai con mèo đang đến giai đoạn động đực. Tiếng kêu của chúng chẳng khác nào trẻ con. Một người bực dọc cầm viên gạch ném mạnh rồi chửi, mẹ kiếp, làm ông mày sợ. Bỗng nhiên, con mèo chạy vụt qua cửa sổ rồi lao thẳng qua cái xác của anh Sinh. Mọi người hoảng hốt đứng bật dậy. Thì bỗng nhiên cái xác của anh Sinh cũng bật dậy đứng theo, mắt vẫn chảy máu, khuôn mặt thì trắng bệch làm cho họ kinh hãi khiếp đảm. Vợ anh Sinh khóc òa lên. Em xin anh hãy yên nghỉ đi, đừng làm thêm điều gì nữa. Gia đình mình đã gặp quá nhiều chuyện lắm rồi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái xác của anh Sinh bỗng rơi rầm xuống dưới giường nằm yên không cử động thêm nữa. Mấy người hàng xóm từ nãy đến giờ mặt cắt không còn giọt máu nào.
đứng lặng người chờ xem anh Sinh có đứng dậy thêm lần nào được nữa không. Lời các cụ nói không sai, mèo chạy qua xác ắt là điềm dữ, nhưng không có chuyện người thành cương thi được. Gần đến 2 giờ sáng, ai cũng đã mệt mỏi bên cạnh cái xác của anh Sinh. Dù muốn ngủ nhưng không thể ngủ được vì cái lo sợ vẫn luôn thường trực. Sương bắt đầu xuống dày hơn, mưa bắt đầu rơi rả rích. Vợ anh Sinh mệt mỏi, ngước mắt ra nhìn ngoài trời thì bỗng nhiên chị giật mình khi thấy ông Dạng đứng ngay trước cầu ao. Mình ông đứng đó nhìn thẳng vào trong nhà không chớp mắt, dáng vẻ mệt mỏi. Rồi ông lủi thủi bước đi. Đằng sau ông, chị nhìn rõ có con rắn hổ mang đang trườn theo đằng sau, rồi con vịt cũng bước theo sau. Mắt nó đỏ sọc, nhìn thẳng vào trong nhà. Chị ngồi thẫn thờ, rồi chị nghe có tiếng bước chân bên trái nhà, tiếng con vịt kêu quang quác trong đêm khuya. Chị cố định thần lại, thì bỗng nhiên cái bóng đèn duy nhất ở trong nhà nổ cháy đen thui, để lại căn phòng mờ ảo bởi thứ ánh sáng yếu ớt của những cây nến và chiếc đèn dầu trên ban thờ ông Dạng. Mấy người hàng xóm đang cố trèo lên chỗ cái bóng điện để tháo nó ra và thay vào đó là cái bóng điện mới lắp ở dưới bếp, thì đột nhiên có một cơn gió ùa thật mạnh mang theo cả hơi lạnh của đám sương mù làm mấy cây nến vụt tắt nốt. Căn phòng lúc này càng thêm tối tăm hơn bao giờ hết. Vợ anh Bình cảm thấy sợ sệt nên ngồi sát lại bên vợ anh Sinh. Rồi chị giật bắn người, tay run lên bần bật. Chị vừa ngước mắt lên ban thờ, nơi mà ngọn đèn dầu hỏa đang tỏa sáng yếu ớt trong cái ánh sáng của chị nhìn rõ trên ban thờ mặt của người trên đó. Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía chị cố gắng trấn an dịu mắt, rồi đưa mắt nhìn kỹ lại về cái ban thờ, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào mặt chị. Chị run rẩy lắp bắp, có người trên ban thờ em ơi. Mấy người đang sửa bóng điện cũng quay ngoắt lại, cầm chiếc đèn pin đi lại chiếc ban thờ. Ánh sáng yếu ớt soi thẳng vào ban thờ. Ánh sáng vừa tới thì bỗng nhiên tiếng kêu quang quác, gió thổi mạnh làm mấy người hàng xóm trong ánh sáng đèn của họ nhận ra một con vú mèo. Không biết từ khi nào mà nó chui vào ban thờ ngồi ở đó, đưa đôi mắt kỳ quái nhìn về phía mọi người khiến ai cũng khiếp sợ. Mọi người chưa hết sợ vì đôi mắt kỳ quặc của con cú mèo kia, thì họ lại lặng người đi khi nghe thấy những âm thanh ở cái giường nơi anh Sinh đang nằm rung lên bần bật, tiếng lạch cạch kêu răng rắc. Bỗng nhiên, từ phía bên trên, cuối giường có một ngọn lửa bùng cháy. Rồi ngọn lửa đó cháy lan quanh chiếc giường khiến ai cũng hoảng sợ. Mấy người hàng xóm lao vào cố khiêng chiếc xác của anh Sinh ra khỏi chỗ khác, nhưng không tài nào khiêng nổi anh ra cái đám lửa đang bốc cháy ngày càng dữ dội ấy. Không ai có thể lý giải nổi cái xác của anh Sinh tự nhiên sao lại cứng và nặng đến thế. Ai cũng đang ngồi gồng mình cố gắng khiêng anh ra nhưng đều không được. Trong sự hỗn loạn và không biết xoay sở như thế nào thì có một người hàng xóm thấy ồn ào chạy qua nói, cắm 4 nén nhang xung quanh giường, 2 nén cắm trên đỉnh đầu anh Sinh, nhanh không kịp nữa rồi. Vợ anh Bình chạy đến ban thờ cầm nắm hương đốt hết lên rồi đưa cho ông hàng xóm. Ông cắm 4 cây vào xung quanh giường thì người anh Sinh giật đùng đùng. Rồi ông cắm thêm 2 nén nhang lên đỉnh đầu thì người anh Sinh lại mềm ra như lúc ban đầu. Ông hàng xóm nói, mau khiêng anh Sinh ra khỏi cái giường này mau. Mọi người xúm lại khiêng anh Sinh qua giường bên kia thì cơn gió lạnh ùa vào thổi càng làm cho ngọn lửa cháy rực lên. Ngôi nhà bùng sáng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát chiếc giường bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ma quái. Đến chiều hôm sau, mây đen bao phủ, trời u ám. Cơn mưa sẽ có thể ập tới ngay bất cứ lúc nào. Người đến dự đám tang của anh Sinh, họ sợ nhưng vẫn muốn đi xem vì muốn tận mắt trông thấy những hiện tượng bất thường xảy ra thêm một lần nữa để họ có thể nhìn tận mắt mà không qua lời kể của bất kỳ ai. Mấy người hàng xóm đứng nép vào hai bên ngõ để cho thấy mấy thanh niên to khỏe khiêng chiếc quan tài của anh Sinh ra đặt vào chiếc xe tang đang đứng ở đầu ngõ. Bọn trẻ con thường ngày thì tranh giành cờ đám ma để cầm, nhưng hôm nay chẳng có một đứa trẻ con nào dám tới cái đám ma này cả. Xe tang vẫn chậm chậm đi dần ra phía nghĩa trang, cái nơi mà ông Dạng và anh Bình, cả thằng Khánh đang chờ anh.
Quang cảnh u ám, trời u tối bởi những đám mây đen. Vợ anh Sinh đứng sau xe tang, bám víu và khóc không thành tiếng. Vợ anh Bình cũng khóc rồi cố cầm lấy tay cô em mình vì sợ. Chị sợ vì từ lúc đưa cỗ quan tài lên xe tang, thỉnh thoảng chị lại để ý thấy chiếc quan tài rung lên. Chị mường tượng rằng điều kinh khủng lắm đang chuẩn bị xảy ra, nên cố víu lấy tay cô em để trấn an tinh thần. Đoàn xe tang đi được gần nửa đường thì người ta phát hiện, phía sau tầm khoảng 100 mét, cái con vịt mắt đỏ ngầu cứ ì ạch bước theo đám tang kể từ lúc anh Sinh lên xe tang bấy giờ. Ngay cả khi có ngã rẽ, nó cũng rẽ theo, cứ theo đằng đẵng, không lại gần hơn nữa. Đến gần nghĩa trang, mọi người dừng xe để chuẩn bị khiêng chiếc quan tài của anh xuống huyện. Đặt chiếc quan tài anh Sinh nằm ngay ngắn, nằm sâu ở dưới đáy huyệt, mấy người hàng xóm dùng những xẻng đất để đắp đất lên trên quan tài. Hất được vài xẻng, họ dừng khựng người lại vì thấy bỗng nhiên quan tài hơi rung lắc lư. Ai cũng nhìn chiếc quan tài thật kỹ, nhưng lại không thấy điều gì xảy ra tương tự. Họ lại cầm xẻng hất lên tiếp. Những mảnh đất rơi xuống thì bỗng nhiên cái con vịt lao tới, nó bay vào mổ những người đang xúc cát, rất hung dữ. Rồi nó đứng ở phía miệng cái huyệt, đôi mắt đỏ rực và cái miệng lúc nào cũng kêu lên quang quác. Mọi người chưa hết bàng hoàng thì nó bỗng chợt bay lên và bay vòng tròn xung quanh cái huyệt. Gió bắt đầu thổi ào ào, mưa kéo tới và sấm chớp nổi loạn trời. Làm ai cũng sợ nhưng vẫn đứng xem vì chuyện gì xảy ra. Con vịt cứ bay vòng tròn quanh cái miệng huyệt, giờ nó phát ra những âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang một cách kỳ lạ. Tang trùng tang, oan này phải trả bằng mạng người. Mọi người hoảng sợ, nhiều người bám chặt lấy nhau, rồi trong nháy mắt, họ thấy chiếc quan tài cũng đang xoay theo cái huyệt. Nó quay nhanh lắm, rồi tụt sâu xuống dưới để in hẳn lên mặt huyệt. Cái vòng âm dương với hai chấm ở giữa là hai cục máu đỏ lòe. Ai cũng đứng người sợ sệt, không dám nhìn nữa, thì chiếc quan tài này lại nổi lên, nằm bất động, như không có chuyện gì xảy ra. Con vịt cũng biến mất một cách bí ẩn, mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Vợ anh Sinh òa lên khóc. Xin anh yên nghỉ, để em chôn cất anh cho mồ yên mả đẹp. Anh đừng làm em sợ. Mọi người đứng yên bất động nhìn vào chiếc quan tài, nước đang tràn lên đến gần nắp. Mấy người hàng xóm cũng dùng hết can đảm, tay thì run run, cầm chiếc xẻng hất những nắm đất xuống cho đến khi đầy cái huyệt. Vợ anh Sinh đứng trước mộ chồng, thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm miệng khấn vái. Đắp xong cho anh những ụ cỏ để anh có thể yên nghỉ. Rồi mọi người dìu cô về trong lúc trời vẫn đang đổ cơn mưa nặng hạt. Sấm chớp vẫn đang vang khắp cả bầu trời u ám. Khi về nhà, vợ anh Sinh mệt mỏi rồi nằm vật ra giường thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn mờ mờ, sương mù bắt đầu tràn vào căn phòng nơi chị ngủ. Trong giấc mơ, chị lại mơ thấy anh Sinh. Anh nằm yên trong quan tài, nhưng anh chưa chết. Anh vẫn mở mắt nhìn chừng chừng vào cô. Rồi anh vùng dậy bật chiếc nắp quan tài và phá luôn cả nấm mộ mới đắp. Rồi cứ thế nhảy từng bước ra khỏi khu nghĩa trang một cách kỳ quặc. Sáng ngày hôm sau, vợ anh Sinh mệt mỏi bước ra khỏi nhà. Điều hôm qua, chị mơ thấy đã làm chị cảm thấy bất an, lo lắng. Chị quyết định cầm bó hương rồi lầm lũi đi ra phía nghĩa trang, nơi mà anh Sinh đang yên nghỉ ở đó. Chị ra thắp cho anh nén hương để bớt cô quạnh, cũng muốn liệu trong giấc mơ có xảy ra sự thật hay không. Trên con đường đất hướng ra phía nghĩa trang, chị đứng yên ở mộ của anh Sinh, cắm cho anh nén nhang. Ngôi mộ vẫn xanh cỏ, không có hiện tượng gì lạ lùng. Chỉ có một điều duy nhất làm chị thấy cảm thấy lo lắng, đó là xung quanh ngôi mộ có nhiều vết chân, như ai đó đi quanh khu mộ. Những vết chân vẫn còn in hẳn trên khu đất. Những nốt chân kỳ quặc, nhìn thì ngón chân in lên dài hơn hẳn so với người bình thường. Vết bàn chân cũng to hẳn, khác biệt và kỳ quái. Chị đứng khóc một mình trước mộ anh Sinh, rồi quay lưng lặng lẽ rời khỏi khu nghĩa trang.
Về đến ngõ nhà chị bỗng giật mình, chị thấy những vết chân kỳ lạ vừa thấy ở nghĩa trang đang xuất hiện trên lối đi vào nhà mình. Chị nhớ như in cái bàn chân to phản, cái nốt ngón chân dài thườn ra. Tại sao cái đôi chân kỳ quái lại xuất hiện ở đây? Mà ly kỳ hơn, nó lại cứ trải dài vào tận sân nhà chị. Chị đang đăm chiêu nhìn vào những bàn chân kỳ quặc ấy mà chị đã thấy ở khu mộ của anh Sinh. Bỗng chị giật mình khi thấy có cái bóng người đang tiến về phía chị. Chị quay ngoắt lại thì chỉ là cái bóng của vợ anh Bình mà thôi. Vợ anh Bình mệt mỏi. Từ ngày xảy ra chuyện, tôi đã nghĩ nhiều lắm, thấy nhiều điều kỳ quái và tôi đã nhận ra rằng hình như có liên quan tới con vịt ngoài bờ rậu kia kìa. Đấy, em cứ thử để ý mà xem. Từ đầu, lúc cả đàn vịt lăn ra chết, con vịt ấy cũng chết rồi nó lại ngóc đầu sống dậy, lại đẻ trứng bên cái bờ rậu kia mà không về chuồng đẻ trứng. Rồi hôm đám ma chú Sinh cũng thế, lạ kỳ quá em ạ. Vợ anh Sinh nghe thấy vậy cũng gật đầu nói, vâng, em cũng thấy thế. Chị với em ra bờ rậu bên cạnh cái ao đó, xem nó còn ở đấy không, mình giết chết nó đi thì hơn. Nói xong, hai chị em tay cầm con dao dài tiến ra khu rậu bên bờ ao. Đến gần khu bờ rậu thì chẳng thấy có con vịt ở đó nữa. Mà chị thấy cái ổ của nó, trong ổ có 5 quả trứng to lắm. Không hiểu sao mà vịt lại đẻ được trứng to đến như vậy. Vợ anh Bình nói, cứ đập hết những quả trứng này đi, để tránh hậu họa thì hơn. Rồi cầm con dao lao tới chém thật mạnh vào 5 quả trứng. Mấy quả trứng vỡ ra bên trong toàn máu đỏ chảy ra, mùi tanh bốc lên sộc vào mũi, suýt chút nữa làm hai chị em nôn ọe. Máu bên trong quả trứng chảy ra, rồi chảy xuống dưới ao, làm cho nước ao đang trong, bỗng chốc bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Điều này đã khiến cho hai chị em kinh sợ. Vợ anh Sinh lùi về phía sau vì thấy rùng người. Chị nhìn thấy máu là đã xanh mặt rồi. Bỗng nhiên con vịt ở đâu bay tới, đôi mắt đỏ lừ như đang giận dữ lao vào tấn công chị. Chị bất ngờ loạng choạng rồi rơi ngay xuống cái ao đỏ như máu. Vợ anh Bình thấy vậy chạy lại lấy cái gậy để lôi cô em dâu lên, nhưng vừa đưa cái gậy xuống thì như có một thứ gì đó lôi vợ anh Sinh ra giữa cái ao. Rồi ngay tức khắc, dìm vợ anh Sinh xuống. Vợ anh Bình trên bờ thấy thế, vội chi hô, có ai không? Cứu người với! Mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu vội chạy sang. Nước trong ao bỗng đỏ lừ rồi sôi lên ùng ục. Những bọt khí từ đáy ao vẫn đang sủi lên, làm cho mấy người hàng xóm khiếp đảm. Chẳng ai dám nhảy xuống ao cả, để mà vớt chị lên. Vợ anh Sinh vẫn bị một cái gì đó dìm sâu xuống dưới đáy ao. Cánh tay cố thò lên nhưng lại bị giật mạnh xuống, biến mất khỏi cái ao đỏ rực. Ai cũng á khẩu chết lặng người. Mặt ao bắt đầu tĩnh lặng trở lại. Màu nước lại trở lại trạng thái trong vắt của nó như ban đầu. Rồi từ giữa ao, xác của vợ anh Sinh nổi từ từ dưới đáy ao lên, trong sự kinh sợ của hàng xóm láng giềng. Vợ anh Bình lúc này mới hoàng hồn, mới chi hô, mau, mau giúp cho vợ anh Sinh vào với. Chồng nó cũng chết ở cái ao này, giờ đến cả vợ nó nữa, thật là oan nghiệt mà. Sinh ơi, sao mày lại bắt vợ mày đi? Mấy người hàng xóm cầm lấy cái gậy, kéo xác vợ anh Sinh vào gần cái cầu ao. Ai cũng sợ tái mặt xanh, không còn giọt máu khi thấy mặt vợ anh Sinh trắng bệch, tóc tai xóa sượi, và kinh nhất là đôi mắt đã trợn ngược lên toàn lòng trắng. Mấy người hàng xóm khênh xác của vợ anh Sinh vào trong giường, lấy tờ giấy che khuôn mặt của chị lại. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà tờ giấy trắng cứ dần dần chuyển sang màu đỏ khiến người ta khiếp đảm. Đến cuối chiều hôm ấy, sau khi làm lễ nhập quan cho vợ anh Sinh, chỉ còn vợ anh Bình là người thân duy nhất ngồi bên chiếc quan tài mà khóc lóc thảm thiết, kêu gào. Xung quanh chỉ còn vài người hàng xóm chạy qua, chạy lại. Trời bắt đầu chuyển dần sang đêm. Những cơn gió bắt đầu rít mạnh từng tiếng ù ù, sương muối bắt đầu bao phủ mọi cảnh vật. Chiếc quan tài đặt trước cửa đại, bên trên là ban thờ vợ anh Sinh, chiếc di ảnh của chị để trên đó, thắp hai cây nến chiếu sáng khuôn mặt của chị hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên, vợ anh Bình thấy mặt đất rung chuyển, những tiếng kêu của những viên ngói trên mái nhà kêu lật bật, gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn theo cát bụi bay mịt mù. Chiếc quan tài lắc lư gần đổ. Mấy người hàng xóm chạy nhanh vào trong nhà cố gắng khiêng chiếc quan tài đặt xuống đất cho khỏi đổ.
họ chạy ra bê cái ban thờ lui vào bên trong nhà. Bỗng mấy người hàng xóm giật bắn người, đứng lặng người khi nhìn thấy trên di ảnh của vợ anh Sinh, đôi mắt chị đỏ sọc, rồi cứ ứ máu chảy xuống di ảnh. Gió càng thổi mạnh hơn, mặt đất rung mạnh hơn nữa. Trong đêm tối, người ta nhìn thấy những đám sương mù đang bị hút sâu xuống dưới chỗ cái miếu mà anh Sinh và anh Bình đã đào lên. Nó tương tự như có một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp hút tất cả những thứ xung quanh xuống cái hố đó. Những trận cuồng phong càng mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Mấy người hàng xóm cố ôm lấy cái cây bên nhà, vợ anh Bình ôm lấy cái cột nhà. Chiếc quan tài rung chuyển rồi hất tung lên không trung và cuốn theo những cơn gió rơi vào sâu trong cái miếu đó. Trong cơn cuồng phong ấy, vợ anh Bình nghe những âm thanh kỳ lạ vang vọng từ đâu đó xa xôi, những tiếng gào khóc thảm thiết, đất đá, những thứ xung quanh bị hút vào lấp đầy cái hố ở chỗ cái miếu ngày xưa. Rồi gió bắt đầu yếu dần, mấy người hàng xóm đứng dậy, chạy lao vào nhà chị thì chỉ thấy vợ anh Bình vẫn đang bên cây cột nhà. Tay của chị thì run rẩy ôm chặt cái cột đó, căn nhà sau cơn cuồng phong chẳng còn lại thứ gì. Mái nhà bị chóc hết ngói, chiếc quan tài của vợ anh, Sinh, giờ đã nằm sâu dưới cái miếu trong sự kinh sợ của những người hàng xóm láng giềng. Riêng vợ anh Bình, ngay hôm sau đó, đã trốn biệt tăm vào trong miền Nam, không dám quay trở về mảnh đất quỷ quyệt này nữa.